rất đông thưa quý vị, chiếm số đông ạ. Lần thứ hai đến với May thì sao ạ? Cũng tương đối. Lần thứ ba ạ? Vẫn có thưa quý vị. Có 2/3 lần không ạ? Vẫn có, rất tuyệt vời thưa quý vị. Và ngày hôm nay em nghĩ rằng chắc là cái xu hướng của mọi người nó đang trend là đi biển để tìm kho báu đúng không ạ? Và em rất là bất ngờ khi ngày hôm nay tại May đây có rất nhiều người khác như thế này. Và cho em hỏi rằng những vị khách nào đến từ Sài Gòn đó ạ? Mình ô về lên thơm giùm em một xíu được không? Sài Gòn ơi! Dư ô về rồi ạ. Đà Nẵng thì sao ạ? Đà Nẵng có ai không ạ? Dạ, chào anh. Cần Thơ ạ. Độc Lạ Bình Dương đó ạ. Hà Nội đó ạ. Quá tuyệt vời. Em tin rằng là mọi người sẽ tiếp tục giữ được những cái năng lượng ôn dễ như thế này từ đầu chương trình đến cuối chương trình luôn được không ạ? Dạ, và có thể thấy rằng là chính vì tình yêu thương của tất cả quý vị mà trong vòng những năm vừa qua thì May đã có thể vươn mình tại những sân khấu lớn như tại Đà Nẵng, Cần Thơ, Phan Thiết, Hà Long, Sài Gòn, Hà Nội. Và nếu như quý vị chúng ta có nhu cầu đặt vé tại những sân khấu của May Lang Thang, quý vị có thể liên hệ thông qua website maylangthang.com.vn. Còn riêng đối với sân khấu May Sài Gòn, quý vị liên hệ thông qua website maysaigon.net giúp em nhé. Và hiện tại thì Đà Lạt sẽ có hai sân khấu chính thưa quý vị. Sân khấu đầu tiên chính là sân khấu Chiều Nhạc Trên Mây, là nơi mà tất cả quý vị chúng ta đang ngồi tại đây sẽ diễn ra các show nhạc hoàng hôn vào buổi chiều thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Và sân khấu thứ hai là sân khấu Đêm Nhạc Trên Mây tại số 4 Trần Quang Diệu ạ. Và như thông lệ, những vị khách nào mà chúng ta đã đi trên hai lần rồi thì sẽ biết rằng như thông lệ thì vào đầu chương trình sẽ có hai câu hỏi dành cho quý vị đúng không ạ? Và tất nhiên vị khách nào trả lời chính xác sẽ nhận được quà của May Lang Thang ạ. Và chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên như sau ạ. May ra đời vào năm 2019. Vậy thì đố quý vị, Đêm Nhạc Trên Mây đầu tiên được diễn ra vào ngày nào? Khó không ạ? Dạ, em biết nó khó cho nên em sẽ có 3 đáp án như sau: 1 tháng 6, 27 tháng 7 và 24 tháng 12 ạ. Mọi người cứ yên tâm, hai lần sai lần thứ ba nó sẽ đúng. Dạ, xin được mời bạn Nam ngồi phía trên kia mặc áo trắng đang đưa tay cao tay cầm điện thoại ạ. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, anh đợi một xíu, Macro đang truyền đến tận nơi ạ. Anh đứng lên giúp em với. Dạ, em xin trả lời đáp án B, 27 tháng 7 ạ. 27 tháng 7 là ngày gì thưa quý vị? Sao lại cười nhỉ? 1 tháng 6 ngày gì ạ? Dạ, 24 tháng 12 ạ. Dạ, ngày gì ạ? Dạ, cả 3 ngày, 3 đáp án đều ứng với 3 cột mốc trong 1 năm đúng không ạ? Và ngày 27 tháng 7 đồng thời là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Một tràng vỗ tay thưa quý vị. Dạ, anh chưa được trả biết, anh hãy giới thiệu cho mọi người cùng biết đôi nét bản thân mình đi ạ. Dạ, em tên Tuấn và em vừa mới tới Đà Lạt, em đến từ Sài Gòn. Dạ, anh Tuấn đến từ Sài Gòn vừa mới tới Đà Lạt. Vậy thì chuyến du lịch này của mình là bao nhiêu ngày ạ? Dạ, 3 ngày. 3 ngày, wow. Vậy thì đây là lần thứ mấy anh Tuấn đến với May ạ? Lần thứ hai. Lần thứ hai, cảm ơn anh rất nhiều. Và xin chúc cho anh cùng những người bạn đi chung cùng với mình sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời trong show diễn ngày hôm nay, cũng như là trong chuyến du lịch tại thành phố Đà Lạt nhé. Và một lát nữa phần quà sẽ được trình đến tận tay. Và kính thưa quý vị, dạ một tràng pháo tay cho anh ạ. Và kính thưa quý vị, xuất phát điểm ban đầu của May Lang Thang là một cơ sở homestay và cà phê. Nhưng vào một buổi chiều, cùng những người bạn của mình ngâm nhi cà phê thì mới nảy ra một ý định rằng là cái không khí ở Đà Lạt nó đã rất là đẹp, rất là lãng mạn rồi. Nhưng mà trong cái không khí đó là được lắng nghe những ca sĩ mà mình yêu thích trình diễn trực tiếp thì nó càng nhân lên gấp N lần sự lãng mạn đúng không ạ? Và nó là làm, May đã mời ca sĩ Nguyên Hà và tổ chức đêm nhạc đầu tiên vào ngày 27 tháng 7. Và cũng xin thú thật với tất cả quý vị luôn là trong vòng những show đầu tiên, May rất là vắng khách ạ. Bởi vì mọi người mới đặt ra một cái câu hỏi rằng là tại sao lại tổ chức cái show nhạc và cái khung giờ gì mà nó lạ lùng, nó muộn nghịch như thế vậy. Cho nên là dần dần điều đó đã trở thành thói quen của tất cả quý vị khi đến với thành phố Đà Lạt. Và một lát nữa đây thôi, em tính giới thiệu là quý vị về ra phía đằng xa kia nhưng mà em quên mất ngày hôm nay luôn. Dạ, nhưng mà không sao ạ, dù nắng hay mưa thì Đà Lạt nó vẫn có một cái chất gì đó rất riêng đúng không thưa quý vị?
Và câu hỏi thứ hai là không biết vị khách nào sẵn sàng đưa tay lên trước giúp em không ạ? Có vị khách nào sẵn sàng đưa tay lên trước giúp em không ạ? Có không ạ? Hơi rén, chưa biết câu hỏi hơi rén ạ. Dạ, câu hỏi như sau. Hãy liệt kê giúp May 10 nghệ sĩ đã từng trình diễn tại Mây Lang Thang ạ. Quá dễ đúng không ạ? Dễ đúng không chị? Dễ đúng không ạ? Dễ vậy mình có trả lời không ạ? Dạ, xin mời đại diện của gia đình mình ạ. Em vừa đặt câu hỏi xong quá dễ. Dễ mà kiểu như khi dễ em luôn đó mọi người. Dạ, xin mời gia đình mình bầu cử một thành viên. Dạ, xin mời chị đứng lên giúp em ạ. Dạ, Tăng Phúc ạ, 1 ạ. Lâm Lẽ. 2. Trung Quân Lai Đồ. Dạ, 3. Nguyên Hà. Dạ, 4. Hà Ni. 5. Hòa Minh Thiên. Dạ, 6. Ba Mai Hương. Dạ, 7. Văn Kiều. 8 ạ. Yên Linh. Dạ, Yên Linh. Dĩ lên, mình lên 10. Em thấy nó dễ quá, lỡ rồi mình dễ tới 15 đi ạ. Mọi người có thể nhắc ạ. Dạ, Trương Tuấn Ngọc và 11 ạ. Dạ, 12. 13 ạ. 14 ạ. Hoàng Dũng. Dạ, 15 cái tên. Một tràng pháo tay dành cho chị và sự nhắc bài của tất cả mọi người. Cảm ơn chị rất nhiều. Và cho em xin cái sơ yếu lý lịch của chị được không ạ? Dạ, chị Thích Mai đến từ đâu ạ? À, đến từ Tinh Hà, Đồng Nai. Và không biết ngày hôm nay chị đi cùng với ai vậy ạ? Cùng với hai bạn ạ. Dạ, không biết tình trạng hôn nhân của mình đang như thế nào ạ? Chưa chồng một con. Chưa chồng một con. Vâng ạ. Và đi những người bạn của mình thì sao chị? Đã kết hôn. Đã kết hôn ạ. Dạ, em xin cảm ơn chị rất nhiều. Và chúc chị cùng những người bạn của mình sẽ có một show nhạc thật tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều ạ. Một lát nữa phần quà sẽ được truyền đến tận tay. Dạ. Và kính thưa quý vị, để đáp ứng lắng nghe âm nhạc của tất cả quý vị, vì trong vòng 4 năm qua, May đã mời đến Đà Lạt hơn 130 ca nghệ sĩ. Trong đó có các ca sĩ gạo cội, các diva, divo như là Thanh Nam, Hà Trần, Mỹ Ninh, Bằng Kiều, cho đến những ca sĩ trẻ như là Đông Nhi, Lưu Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà. Và ngày hôm nay, May rất vui khi được chào đón ca sĩ nào thưa quý vị? Dạ, và trước khi đến với sự xuất hiện của ca sĩ Trung Vân, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn và cùng lắng nghe một bản hòa tấu đến từ On Air Band.